Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Cây cối của anh em mua em đã đóng xong hết rồi. Trời mưa bão cũng gắng quay clip để phục vụ anh em ha. Cảm ơn anh em đã phục vụ, đã ủng hộ Dũng Trần trong thời gian qua ha. Nay em quay clip giao lưu với anh chị em là một vài phôi nguyệt quế với bông trang. Nhờ anh LKT đăng giúp em ha, để cho anh chị cô bác thấy để ủng hộ em ha. Rồi, thứ nhất là phôi nguyệt quế ha, cô chú anh chị, mã A1 ha, phôi nguyệt quế. Nấy mấy phôi này nguyệt quế lá nhỏ bông chùm ha. Thì nó này nó có cái vỏ là nó nằm trong hộc á cô chú anh chị, nên bên đây nè thì nó không có rễ mọc ra được khúc bên đây nè, nên nó hẹp. Tổng hoành là 61, tổng hoành là 61. Thằng lớn nhất, anh lớn nhất là nhiêu? 37. 37. Chiều cao 1,5 m. Chiều cao 1,5 m ha. Đây quay sơ cái bầu đất cho cô chú anh chị xem ha. À, bên đây thì nó rễ nó bình thường nha cô chú anh chị. Tại bên đây nằm trong cái hộc mà sát cái hộc á. Nè, sát cái hộc nên bên đây nó rễ nó yếu, bên đây nó không có rễ nhiều. Chỉ ra rễ bên đây thôi à. Rồi, cây mã số A1 này con giao lưu với cô chú anh chị là 2,7 triệu, con bao ship toàn quốc luôn ha. Số điện thoại của con là 0364504945. Dũng Trần, Facebook, Zalo đều được hết trơn nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục phôi số 2. À, cũng là nguyệt quế lá nhỏ bông chùm ha. Rồi, đo hoành đi. Tổng hoành là bao nhiêu? Tổng hoành lấy cái tay ra, lấy tay 45. Tổng hoành là 45. Chiều cao. Chiều cao là 100 luôn. Chiều cao là 1 m. Rồi quay sơ cái đế cho cô chú anh chị xem. Đó. À, cây nguyệt quế A2 ha cô chú anh chị. Mã số là A2. Cái cây này nó bị cái thân này ha. Thân này nó bị chết nè cô chú anh chị. Đó. Đó, tuột cái thân này ha, bị tuột cái thân này. Đó, quay sơ lại cô chú anh chị xem. Nó thuộc một cái thân bên đó thôi, còn mấy thân kia thì ok ha. Đó, thằng bên đây ok ha. Rồi, cái cây này con giao lưu với cô chú anh chị thiệt là rẻ luôn. Chỉ 600k thôi, con bao ship luôn ha. Tại vì nó có cái thân bên đó nó bị thuộc một cái thân. Về mình trồng rau hoa rất là đẹp. Rồi, cây này mã số là A3 ha. Được quế là nhỏ bông chùm. Cây này thì ok nha cô chú anh chị. À. Hoành là nhiêu? 32. Hoành là 32. Chiều cao? Cao 76. Chiều cao 76. Mã số là A3. A3. À. Cô chú liên hệ với con qua số điện thoại là 0364504945. Cây A3 này con giao lưu với cô chú anh chị là 800k ha. 800k thôi, con bao ship toàn quốc luôn ha. A3. Rồi, cây nguyệt quế A4. Đó, quay sơ dòng cho cô chú anh chị xem đi. Đó, hoành này là 38. Hoành nhiêu? 38. Cao khoảng 1,5 m. Cao 1,5 m nha cô chú anh chị. A4. Rồi, cây A4 này để con quay xa ra cho cô chú anh chị xem cho nó hết cây ha. Đó, cây này khá là đẹp. Cây A4 này con giao lưu với chú anh chị là 1,6 triệu đó ha. Bao ship toàn quốc luôn. A4. Liên hệ với con qua số điện thoại là 0364504945. Rồi, cây chim lên mình biết xíu em ơi. Rồi. Rồi, cây mã số A5. Rồi, đâu hoành đi. Nhiều? 31. Hoành 31. Chiều cao 75. Chiều cao 75. Đó. Này mã số là A5. Này con giao lưu với cô chú anh chị là 800k ha. Bao ship toàn quốc. Liên hệ với con qua số điện thoại là 0364504945. Rồi, tiếp tục cây mai vàng thành phẩm nha cô chú anh chị. Quá đẹp. Đó, cây rất là già cây. Nè, nụ bông nhóc hết trơn ha. Đó, cái này về cô chú anh chị chơi Tết cũng có thể kịp ha. Cũng thể được á. À,
Bông này thì con không biết bông mấy cánh thôi, chủ nhà vườn không nói. Rồi, hoành 22. Hoành là 22. Trên này luôn ha. Rồi. Chiều cao lên đi em. Chiều dài con thú này là 52. Chiều dài 52, chiều cao là 85. Chiều cao 85. Đó, cây mai vàng thành phẩm này ha. Con thú rất là đẹp. Rồi quay sơ cho cô chú anh chị xem đi. Đó. Đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quay đế cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Đế rất là đẹp. Rồi mã số A mấy em? A6. A6 rồi, cây này mã số A6 ha. Con giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu con bao ship toàn quốc ha. A7. Rồi mã số A7. A7 là cây ổi. Cây ổi ha. Tàu. Cây ổi tàu ha, cây này sống khỏe hết trơn nha cô chú anh chị. Đế nở lắm ha. Đế nở nha. Rồi. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao. Chiều cao 74 luôn. Chiều cao 74. Mã số A7 ha. Đó, cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu thôi ha. Con bao ship toàn quốc luôn. Ổi tàu ha, sống khỏe rồi. Rồi cô chú anh chị liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. À. Tí A8 ha. A8 luôn. Đó, tí A8. Này cái ổi tàu ha cô chú anh chị. Cây này sống khỏe hết trơn ha. Đế rất là nở luôn nè. Rồi, to trên luôn nè, 21 nè. Rồi, hành trên luôn 21. Đó, đế nở lắm nha cô chú anh chị. Cao là 87. Cao 87. Rồi, quay sơ vòng đi em ơi. A8 luôn. A8. Rồi, A8 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. Rồi tiếp tục đây là phôi trang đỏ lá nhỏ. A9. A9. Rồi đó tổng hoành em. Nó liền bẹn nha cô chú anh chị. Tổng hoành là 45. Tổng hoành là 45. Chiều cao. Thăng lớn nhất luôn. Thăng lớn nhất là 8. 8 thăng chiều cao. Chiều cao là 20. Chiều cao 20. Đó. A9 này giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu ha. Bao ship toàn quốc. A10. Rồi, cây này liền một củ đế luôn ha. Nè, liền ha. Rồi đâu hoành đi em. Rồi. Hoành nhiêu? 33. Hoành 33, chiều cao thôi. Chiều cao luôn là 26. 26. Tổng hoành 33, cao 26. A10. Cái này con giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu ha. Con bao ship toàn quốc. Già hết rồi. Cây rất là già. Rồi. Đó, đế nở. A11. A11, cái này là cây trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cây trang vàng nha. A11. Hoành nguyên cụm là 24. Tổng hoành là 24. Chiều cao. Chiều cao 26. Chiều cao 26. A11 nha. Cô chú anh chị liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945 Dũng Trần ha. Đây này cây A11 ở đây, cây trang vàng lá nhỏ nha. Cây rất là già luôn nè. Đó, vàng xù cho me hết trơn luôn á. A11. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 2,2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Cây rất là già. A12. Rồi tới A12. Cây này cây trăng đỏ lá nhỏ ha. Rồi nó nằm rất là quái, có chân quái lắm. 29. 29. Cao là 31. Cao 31. A12. Quá quái luôn. Rồi cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu. Bao ship toàn quốc. A12. Rồi. Liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. A13. Rồi tới cây A13. Đây là cây trăng đỏ lá nhỏ. Rồi đó tổng hoành đi ha. Cây này liền một cụm nha cô chú anh chị. Tổng hoành là 24. Tổng hoành 24. Cao 20. Cao 20. Rồi A13. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu thôi. Bao ship toàn quốc luôn. Trăng đỏ lá nhỏ ha. Rồi. Rồi lên. Tới A14. A14. Rồi cô chú anh chị liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. A14 này là tiếp tục cây trang đỏ lá nhỏ. Nguyên cụm nha. Tổng hoành bao nhiêu? 33. Tổng hoành 33. Chiều cao? 38. 38. Nguyên cụm. Cây này liền cụm đế hết trơn ha nè. Cô chú anh chị nè. A14. Đang với nhau ha. Cây này là A14. Con giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu ha. Con bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Trang đỏ lá nhỏ. Rồi. A15 luôn. Đây A15. A15 đây là cây trang vàng lá nhỏ nha cô chú đế anh chị. Đế khủng nha. Bộ đế rất là nở ha. Đó, thân lắc lượng rất là đẹp. Đo thân lớn nhất thôi. Đo thân lớn thôi. 11. 11. Chiều cao. Chiều cao là 36. Chiều cao 36. Đây là mã số A15.
trang vàng lá nhỏ, có được đế nôm rất là đẹp ha. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 900k ha, bao ship toàn quốc. À, cô chú liên hệ số điện thoại là 036 450 4945, gặp Dũng Trần. Rồi A16, cây này liền một củ đế nha. 35 hoành. Cao 18. Đó, quay sơ cho cô chú anh chị xem, liền hết liền lạc chứ nghe cô chú anh chị. Mã số là A16, cây này con giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu. A16, 2,5 triệu, trăng đỏ lá nhỏ, bao ship toàn quốc. Rồi A17, đây là cũng cây trăng đỏ lá nhỏ. Đó, cây này nguyên cụm đế là bao nhiêu? 35, chiều cao 31. 31, chiều dài bay bao nhiêu? Chiều dài bay là 40. Cây trăng đỏ lá nhỏ, cây rất là vàng nha cô chú anh chị. Đó, quay sơ cô chú anh chị xem ha. Rồi, cây này A mấy em ơi? A17 ha. Cây này A17 con giao lưu với cô chú anh chị là 2,000,000, bao ship toàn quốc ha. A17, trăng đỏ lá nhỏ. Rồi, lên thăng thông ơi. Rồi, tới cây A18 là cây trăng vàng lá nhỏ. A18, trăng vàng lá nhỏ, nguyên cụm. Nguyên cụm nha. 28. 28. Tổng hoành 28. Cao 20. Cao 20. Đây nó liền một bệ đế nha cô chú anh chị. Nè, liền nha. Liền bệ đế. A18 nha. Cái này con da trăng vàng lá nhỏ này con giao lưu với cô chú anh chị là 600k, bao ship toàn quốc. A19. Đó, cô chú anh chị liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. Hoành tổng là 20. Tổng hoành 20. Chiều cao 20 luôn. 20. A19 này cây trăng vàng lá nhỏ rồi cô chú anh chị. Nó liền một bệ đế ha cô chú anh chị. Đó, A2 mấy? 19. A19 ha. Này cây trăng vàng lá nhỏ này con giao lưu với cô chú anh chị là 700k ha. A19. A20. A20, cô chú liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. Hoành 20, ố hoành 11. Hoành 11. Cao 35. Cao 35. A20. Rồi, A20 này con giao lưu là trăng vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Là 700k bao ship toàn quốc ha. Rồi, trăng vàng lá nhỏ. Nguyên cụm luôn. Rồi, ở đây cũng là nguyên cụm trăng vàng lá nhỏ ha, liền một bệ ha. A21. Nguyên bệ là 35. 35. Cao là 27. Cao 27. A21. Trăng vàng lá nhỏ. Cái này giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi, bao ship toàn quốc. Rồi. Liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. A22 cũng là trang vàng đá nhỏ nha cô chú anh chị. Nguyên cụm luôn. 31. 31. Cao 17. Cao 17. A mấy em ơi? A22. Rồi, cũng 600k bao ship toàn quốc luôn. A22. Liên hệ với con qua số điện thoại là 036 450 4945. A23 này cũng là cây trang vàng lá nhỏ. 31 hoành. Cao 33. Cao 33, cây này liền một cố hết trơn nghe cô chú anh chị, nó liền một bệ dưới á. Đó, cứng ngắt luôn. Đó. A33, cây này cây trăng vàng lá nhỏ con giao lưu với cô chú anh 23. Chị là 23. Rồi, giao lưu với cô chú anh chị là 800k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. A24 cũng là trăng vàng lá nhỏ nghe cô chú anh chị. Tổng hoành bao nhiêu? Tổng hoành là 22. Rồi, đo một hoành đi, đo một thăng coi. Thăng bên đó coi nhiêu. Thăng này 10. Thăng 10, chiều cao 35. 35. Đó. A mấy? A23. A24. 24. Rồi, cái này giao lưu với cô chú anh chị là 500k bao ship toàn quốc, trăng vàng lá nhỏ nha. A25. A25 này cũng là trăng vàng lá nhỏ. Nguyên cụm nha. Đây, đo thăng. Rồi, đo một thăng thôi. Nhiêu? 9. 9. Cao 24. Cao 24, quay sơ cái đi. A25 này cũng 500k bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Nguyên cụm liền đế chưa nha. Rồi xuống em ơi. A26. Cái này liền lạc nha cô chú anh chị. 19 hoành, chiều cao Cao 23. Cao 23, cũng trăng vàng nha. Cũng trăng vàng nó nhỏ nha cô chú anh chị. A26 này giao lưu với cô chú anh chị là 700k, bao ship toàn quốc. Rồi, A27. A27, cây một cốt, rất là đẹp. Rồi, chi tay đầy đủ luôn. Hoành 11. Hoành 11. Cao 32. Cao 32. A27. A27, cây này cũng giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi, cây này bao rẻ luôn. Rồi,
A28. A28 cũng là trang vàng lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cũ già hết trơn nha. Nguyên cái cũ luôn, cũ này già khằng luôn á. Hoành 13. Hoành 13. Cao 17. Cao 17. Đó. Cây rất là già. Rồi A28, cái này giao lưu với cô chú anh chị là 600k ha, bao ship toàn quốc, trang vàng lá nhỏ. A29. A29 này cũng là nguyên cụm luôn. Nguyên cụm liên lạc cho nha. Rồi đâu thằng thăng lớn nhất đi. Thăng lớn nhất là 10. 10. Chiều cao 25. 25. A29. A29, cái này giao lưu với cô chú anh chị là 600k ha. Liên hệ với con qua số điện thoại là 0364504945. A30. A30. Ờ, đây là cây ngâu nha cô chú anh chị. Cây rất là già. Đâu, nhỏ già mà nó xù luôn. Ở dưới kìa. Chứ ừ, rồi tới đó thôi. Đây, qua đây là 23. 23 thôi. Rồi. Cao 52. Cao 52. Này cây ngâu nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số nhiêu? A 30. 30. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi, cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi. A31. A31 đây là cây linh sam song hình nha cô chú anh chị. Cũng có chi tay gõ gạn chân này, đế cũng nở ha. Hoành 17. Hoành 17, chiều cao luôn. Cao 20. Cao 20. Đó. A31, cái này giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. A32. A32, lấy cái lá A32, cây này cây cần thăng nha cô chú anh chị. Đế cũng khá đẹp đây, cây sống khỏe rồi. Đây, đo hoành trên này luôn. 13. 13. Cao 33. Cao 33. Rồi, cô chú anh chị liên hệ con qua số điện thoại là 0364504945. Giá luôn. Đó, A33, cái này cô giao lưu với A32. Giao lưu với cô chú anh chị là 500k thôi, bao ship toàn quốc. Rồi, cô chú anh chị liên hệ con qua số điện thoại là 0364504945. Gặp Dũng Trăng. Rồi. Quay sơ lại cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ con ha. Rồi, con cảm ơn rất là nhiều. Chúc sức khỏe của chú anh chị ha.